anh chính thức anh mời em có thể nếu được thì mong em lên Sài Gòn cùng với con, còn về cái chỗ ở thì để anh tính anh lo đó. Được không vậy ta? Dạ được. Dạ được rồi. Dạ em tên là Thiều Quang Tiến. À, gia đình hiện tại đang sống thì ở quận Tân Phú mà làm việc tại quận 10. Dạ em làm bên công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ công ích môi trường. Sinh năm mấy Tiến? Dạ em sinh năm 1990 ạ. 90. Dạ. À. Bạn nữ giới thiệu nè. Dạ xin chào chương trình và chào chị Ngọc Lan và chào anh Quyền Linh. Em tên là Nguyễn Thị Muội. Hôm nay em 33 tuổi. Em đến từ Vĩnh Long. Em Muội. Dạ. 33 tuổi ở Vĩnh Long em làm nghề gì? Dạ bây giờ là em đang ở nhà làm tự do ạ. À vậy hả? Tiếng nói điểm mạnh điểm yếu của mình lớn lên cho Muội nghe đi. Rồi nghe Muội dễ thương quá. Dạ điểm mạnh của em là biết yêu thương, chia sẻ và quan tâm tới gia đình. Hay quá. Dạ biết phụ cho gia đình công việc nhà. Quá hay. Dạ. Ví dụ công việc nào? Chẳng hạn như là bạn em có thể đi chợ nấu ăn, còn em thì phụ việc nhà, lau nhà, quét dọn hoặc là giặt đồ gì cũng được. Quá hay luôn. Điểm yếu của em đó là em không có thích người bạn gái nói chuyện xưng hô bằng mày tao, mà có thể là kiểu thề với nhau. Trời ơi, vậy ghê quá. Vậy được không nhà gái? Dạ, dạ được ạ. Vậy mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm em là vui vẻ, rồi khuyết điểm của em là hát hay dở. Hát sao dở, hát thử chị nghe coi có nó có dở thiệt không. Có dở bằng chị Lan không? Ừ, hát thử dở bằng chị không. Có vậy anh vội quên đi tất cả ngày sống thiên. Hát vậy mà kiểu hát dở tức ghê á mọi người. Vậy là em có thể vui hơn bởi vì em hát hay hơn một người đó em. Tiếng có mấy mối tình rồi? Dạ em có hai mối tình. Hai mối? Dạ một mối tình đầu của em quen người bạn đó cũng ở gần nhà, quen được 2 hoặc 3 năm gì đó, coi như bạn giống như yêu kiểu đơn phương á anh. Còn một mối tình sau của em đó là bị cắt trở, là do gia đình, nhưng mà vì thương rồi em cũng bỏ gia đình đi theo tiếng gọi của con tim, sống với lại người bạn đó của em được hơn 1 năm. Người bạn đó đã từng có gia đình trước rồi, cũng đã ly hôn rồi. Em có dẫn về ra mắt gia đình. Thì do bạn đó với mẹ em á, là gia đình em á, không có sự đồng hợp với nhau. Có cháu nào chưa? Dạ tụi em cũng đã đăng ký kết hôn rồi, nhưng mà em có dạ, cháu có nào rồi chưa? Em được 1 cháu à. Lớn chưa? Dạ con em nay cũng gần 4 tuổi. Cháu đang ở với ai? Hiện tại con em nó đang ở với bà ngoại. Con trai hay con gái? Dạ, bé gái à. Bao lâu mình mới gặp con 1 lần? Dạ do sắp xếp công việc thì nếu mà em cảm thấy ổn định thì em mới về dưới thăm con. Chào em. Dạ chào chị ạ. Ừ, mình đã có một cái tình yêu rất là mãnh liệt, vậy thì điều gì khiến cho hai bạn không đi cùng nhau nữa? Dạ thứ nhất là do cuộc sống của em với người đó có nhiều cái gặp trắc trở, thứ hai nữa là do gia đình. Nhưng mà hai bạn đã có với nhau 1 đứa con rồi. Dạ hiện tại thì em cũng nhiều lần thuyết phục mà người phụ nữ đó họ không muốn về chị. Trong cái cuộc hôn nhân này em có cái phần nào sai hay không? Dạ không, nếu như em không thương cô đó thì em không bỏ nhà ra đi. Em rất là thương, chấp nhận cái cuộc sống của cô đó trước kia như thế nào em không quan tâm. Bây giờ nếu như em có một mối tình với một người phụ nữ khác có thể tiến tới hôn nhân thì em có bị cản trở gì bởi người vợ cũ của em hay không? Dạ không chị, tại vì mọi thứ chắc chắn. Dạ đúng rồi, chắc chắn, tại vì trên mọi thực tế giấy tờ và mọi thứ luôn là em với người đó không còn gì nữa. Ừ. Dạ. Nói chung là chắc chắn thì mới tiếp á. Dạ. Chào em gái, dễ thương. Chào anh ạ. Em nghe câu chuyện anh với chị Lan đã khai thác hết cho em nghe, chủ yếu là cho em nghe thôi. Em cảm nhận thế nào? Em có bị sợ không? Ừ. Dạ có. Có em sợ. Sợ điều gì? Ừ. Em sợ là tại vì lúc trước em cũng có quen như là cũng có trải qua một mối tình như là bạn nam cũng bằng tuổi đó. Ừ. Em sợ là người đó lăng nhăng. Với bạn trai này nãy giờ nói chuyện á thì ở bạn trai này không có sự lăng nhăng. Đúng rồi. Quan trọng em có hợp hay không thôi. Về phía em muốn một người yêu của mình như thế nào, một người chồng tương lai của mình như thế nào? Nhưng mà coi được là được rồi ạ. Coi được là được. Thật ra em gái bên đây cũng rất là xinh luôn.
ha. Vậy là chị muốn hỏi một chút về tình trường của mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình đã đổ vỡ rồi. Em cũng có một đứa con. À. Nên đó là lý do vì sao mà bạn này sợ người đàn ông không chung thủy. Con em mấy tuổi rồi? Dạ 8 tuổi rồi. Con gái hay con trai? Con trai. Em con em là dạ con em là con gái. Con gái. Dạ. Con hiện nay ở với ai? Dạ ở với em ạ. Với em. Ừ. Em đi với ai cơ? Dạ em đi với chị và cháu. Dạ em chào chị. Chào anh Quỳnh Linh vui vẻ và Ngọc Lan xinh đẹp ạ. Dạ. Chào dạ. Chị. Chân thành cảm ơn chương trình đã tạo dựng một cái nơi này thật là có ý nghĩa. Xin chân thành cảm ơn. Dạ. Xin hỏi bạn trai hôm nay. Dạ. Em có chuẩn bị là bỏ qua những cái gì đã qua để chấp nhận cái hôn nhân mới kế tiếp cho nó vững chãi hơn chưa? Thưa chị, em không có suy nghĩ gì cái những cái chuyện quá khứ. Em sẽ suy nghĩ tới chuyện hiện tại. Và nếu như em có một cuộc hôn nhân mới thì em sẽ sẵn sàng tiến tới với nhau một cách hạnh phúc hơn vậy. Chị mong rằng hai đứa em cho nhau cơ hội để như là những cái gì đã qua thì cho là kinh nghiệm. Yeah. Để sau này hai đứa em mới vững chãi ra bước trên con đường tình cảm thì sao mà cho nó vững chãi hơn, vững chắc hơn nha. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn. Mình đi với ai? Dạ em đi với chị dâu em. À có chị dâu hả? Dạ. Em chào chị. Rồi. Xin chào chương trình. Dạ chào anh Hương Linh với Ngọc Lan. Chào chị. Bây giờ chị dâu thấy em gái này thế nào? Dạ thấy được. Thấy được đúng không? Dễ thương. À rồi thấy hai người hợp nhau không? Đó là do giữa Tiến và em gái này. Nhưng mà thấy trước mắt á, hai người nãy giờ cái cuộc trò chuyện đó, chị thấy hai người có cái gì hợp nhau hay không hợp nhau không? Thấy hợp. À rồi cảm ơn chị rất nhiều. Chị. Linh thấy nhà trai rất là thật tình luôn. Một cậu con trai cũng rất là nhiều cảm xúc ha. Thật ra anh nói tiếng nghe muội dễ thương lắm. À. Một cô gái miền Tây rất là xinh đẹp dễ thương. Bây giờ thì mở rào đi để cho bạn gái và bạn đúng trai rồi. Nói chuyện với nhau để hai bạn có cái điều tin tưởng hay là cảm xúc hay như thế đúng nào rồi. Đó thì hai bạn sẽ tự cảm nhận okay. Nó dễ hơn. Rồi mở rào bắt đầu. Hai bạn đã nghe nãy giờ rồi, nghe mọi người phân tích hết, chúng ta đủ để quyết định điều đó nào. À, lần đầu tiên gặp mọi có bó hoa tặng em. Dạ em cũng có bó hoa tặng em. À, cảm ơn em. Em cảm ơn anh. À, cho anh hỏi về công việc và cái cuộc sống của em hiện tại, và đang làm gì và đang ở đâu vậy? Dạ em đang ở Vĩnh Long. Hiện tại là em đang ở nhà, có cái gì, có việc gì thì em làm cũng được hết. Thật ra Vĩnh Long giờ đi nhanh lắm á Tiến. Dạ em biết. Đường cao tốc mở rồi. Dạ. À, đi chút xíu tới à. Tiếng rưỡi. Không dạ. Tới, đâu ra. Dạ, còn công việc của anh á thì một tuần lễ anh chỉ được nghỉ một ngày. Thì nếu như cái ngày đó anh nghỉ á thì anh có thể xin phép em, xin phép gia đình cho anh xuống được thăm em với cháu. Dạ, đó là được à. Em cứ bình tĩnh tự nhiên, tại vì những gì hôm nay là lên chương trình này là anh nói sự thật. Và cũng từng là một người đàn ông ở trong một cái gia đình cũng lo trong cuộc sống lắm. Tự đi làm về cũng tự biết phụ giúp người đó làm những việc nhà. Chứ không có bản tính lăng nhăng hay là rượu chè, cờ bạc. Thì mong qua cái chương trình này thì anh mong em với lại gia đình có thể cho phép được tìm hiểu em thêm. Bây giờ Tiến hãy nói cho muội hiểu là nếu như Tiến và muội đến với nhau, Tiến sẽ chăm sóc con muội thế nào, lo cho muội thế nào, có đủ để hai mẹ con lên thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống hay không, có đủ để giúp muội có một công việc ổn định hay không, và thậm chí là hai đứa có thêm một đứa con nữa thì sao? Anh thì lo được cho em, lo được cho con đó. Còn bản thân em thì sao muội? Em muốn cuộc sống của mình sau này sẽ ở đâu? Ở Sài Gòn hay là ở quê cùng với mẹ mình? Em muốn thì ở Sài Gòn để mình lập nghiệp được á. Ừ. Em có cái nghề gì không vậy muội? Em có nghề. Dạ không, em đang chuẩn bị học thôi ạ. À, em muốn học nghề gì? Dạ em học nghề trang điểm mà. Trang điểm. Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi có thể
gọi là nuôi được ước mơ của em thành hiện thực đó. Riêng về học trang điểm thì có thể hỏi chị Ngọc Lan, chị Ngọc Lan sẽ hỗ trợ chỉ điểm cho học. À, cái đó thì không lo, nhưng mà cái quan trọng là cái dự định tương lai của mình như thế nào và với cái người đàn ông mà mình đang tìm hiểu này nè. Đó, bây giờ là giáp mặt nhau là để em có thể hỏi rồi đó. Anh muốn quen em vậy đó thì em ở Vĩnh Long mà anh có thể xuống một tuần mấy lần? Anh có thể xuống thăm em, anh có thể sắp xếp ngày anh nghỉ, sắp xếp ca lịch. Xuống nhiều hay ít á là do em. Nếu mà em đã gọi là hút hồn được cậu này rồi, cậu về cậu ở với luôn á. Nhu cầu về kinh tế của em như thế nào em cũng có thể chia sẻ thẳng ở đây luôn. Thì lo cho hai mẹ con em được là được. Được đó, này anh hứa rồi đó. Thật ra được hay không á là cũng do bạn này nữa. Bạn này cảm thấy được là nó được. Bạn này nói là không, không đủ là nó không được. Biết bao nhiêu cho đủ thì và đó, biết bao nhiêu là không đủ. Quan trọng là hai bạn như thế nào với nhau. Đúng rồi, quan trọng là hai chúng ta. Bây giờ thì tiến đến gần muội đi, nắm tay muội. Anh xin phép được nắm tay em. Anh không biết nói gì hơn, cũng muốn tìm được một nửa yêu thương còn lại. Thì anh mong rằng em có thể cho anh được cơ hội được quan tâm em và được chăm sóc em và con. Dạ. Em thấy anh cũng chân thành, cũng dễ thương. Rồi có thích không? Tiến hát tặng bà mùi bài đi Tiến. Hát tặng mùi bài đi. Em hát cũng dạ. Hát đại đi, kệ nắm tay mùi hát đi. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết thành lâu đài và đợi chờ cao vương quyền quý, mà đợi chờ những vương như ý, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Mũi hát lại đi. Có phải anh vội quên đi tất cả, chuyện chung tiền thì chung một bên đó. Anh biết chẳng ngoài khơi xa bao tám, có biết bao con thuyền phải lên đơn. Về bên em không ồn ào sóng cả, chỉ huyền hòa yên ả nâng tình em. À, dễ thương quá à. À, về chỗ ngồi đi. Có thể hát không hay, nhưng mà trong lời hát đó có những sự dễ thương vô cùng luôn. Nãy giờ thấy hai cặp đều được hết, còn tùy hai bạn thôi, tôi thấy là được đó. Thật ra thuê một cái căn hộ, một cái chung cư mà sạch sẽ đẹp mà khoảng 10 đến triệu thôi. Bên Tân Bình thì không đúng có rồi. Mắc đâu. Còn hơn là bây giờ mỗi lần em chạy xuống Vĩnh Long, em chạy lên chạy xuống thì tốn cũng rất là khó khăn. Tốn nhiều hơn luôn. Anh tính gọn lắm. Được không Tiến? Em chính thức, anh mời em có thể nếu được thì mong em lên Sài Gòn cùng với con. Còn về cái chỗ ở thì để anh tính, anh lo. Đó. Được không vậy ta? Dạ được. Dạ được rồi, vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Sau 3 tiếng đếm, mình sẽ quyết định. 1 2 3 nắm tay nhau nào. Cho xin phép được nắm tay. Đã. Bây giờ là ba mẹ của muội ở dưới quê, gia đình đang xem chương trình này, thì có thể là Tiến nói vài câu thì xin phép hai bác. Dạ, con hứa rằng con sẽ chăm lo được cho em muội và con sau này. Con nói là con làm. Dạ, hôm nay đứng trên đây là nói được và anh sẽ làm được. Mong em cho anh cơ hội được tìm hiểu em. Em hy vọng là vậy. Chúc hai đứa sớm tìm được tiếng nói chung. Chúc hai đứa sẽ sớm hạnh phúc nha. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Mời bạn nữ. Bây giờ giới thiệu về mình đi bạn trai.
Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và mọi người trong khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Mình là Đỗ Quan Tâm. Hiện tại mình đang làm thiết kế tự do. Mình chuyên thiết kế logo, nhận diện thương hiệu hay là truyền thông marketing. Làm ở đâu? Dạ em ở Vũng Tàu. Vũng Tàu hả? Dạ. Từ Vũng Tàu ở đây tham gia chương trình. Dạ vâng ạ. Tên rất là hay nhỉ, Quan Tâm. Dạ, tên sao người vậy? Dạ em sinh năm 93, em 26. 93. Mời bạn gái giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào tất cả khán giả trong trường quay. Dạ em tên là Trần Thị Ngọc Quý, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm nhân viên kinh doanh về những mặt hàng quà tặng. Quê của em là ở Bình Thuận và hiện em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Một chút xíu về bản thân mình, những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em là có thể nói là hòa đồng, dễ thân thiện với mọi người. Và điểm yếu của em là nói chung là em suy nghĩ hơi chậm một chút. Và về nữ công gia chánh hay là gì đó thì em không có được tốt cho lắm. Còn cái gì nữa không? Có cái tật xấu gì không? Dạ tật xấu của em là có khi là cuối tuần là em sẽ ngủ nướng hơi nhiều ạ. Cuối tuần ngủ nướng, không đi đâu chơi với bạn bè hả? Dạ có nhưng mà chắc phải đến chiều em mới đi ạ. Dạ và dạ. Điểm mạnh của em là em hát cũng tương đối được ạ. Hát được, con hát thử một đoạn đi. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì và nói cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh, giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Thì anh cảm ơn. Rồi. Đàn gái đã hát thì đàn trai cũng đáp lại luôn. Wow, bạn nó biết tối sáo luôn chị. Một tác phẩm Romeo Juliet, một tác phẩm rất buồn. Nói chung á là cái môn thổi sáo này thổi đâu nghe cũng buồn hết trơn á. Dạ. Những cái lúc vui vui mình đừng thổi nha, thổi hồi ta tưởng đâu Trương Chi Mỹ Nương nữa. Rồi. Cái tài lẻ nào mà ngoài thổi sáo không? Thực ra thì em tuổi gà mà, cho nên kiểu như là cầm kỳ thi họa văn võ gì em cũng biết hết. Hay vậy. Dạ. Điểm yếu có gì không hay tật xấu có gì không? Tất cả những cái điểm mạnh của em cũng là điểm yếu của em. Tại vì cầm kỳ thi họa văn võ gì cũng biết nhưng mà biết chút 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 à. Dạ. Không yếu đâu, biết chút chút thêm mới vui. Rồi còn cái gì tật xấu nữa không? Ví dụ như là đi ăn thì em rất là nhạy cảm với đồ ăn. Tức là em ăn cái món đó em có biết nó có sạch hay không, nó như thế nào được, em ăn có phản ứng liền. Dạ. Nhưng mà sao mà em nhạy cảm đồ ăn, ít ăn mà sao nó cũng hơi nặng ký. Dạ, tại vì em nhạy cảm đồ ăn cho nên em biết cái món nào ăn được là em ăn nhiều. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ thì em chỉ có một mối tình thôi anh. Mà mối tình đó chắc là chỉ trong vòng một tháng là kết thúc rồi ạ. Hồi nào, lâu chưa? Dạ lúc còn em còn đi học đại học á chị. Sao mối tình ngắn ngủn có một tháng vậy? Tại vì lúc đó em cũng tự ti về ngoại hình của em quá cho nên em cũng không có quan tâm gì đến bạn nhiều á chị. Mà ngoại hình như thế nào, lúc đó như thế nào mà tự ti? Dạ lúc đó mặt em bị lên mụn, bị dị ứng á chị. Với lại lúc đó em rất là mập lắm. Cũng có bao nhiêu ký? Dạ 58 ký chị. Em cao mét mấy? Dạ 1m58. Cũng bình thường chứ đâu có mập đâu. Đó em. Thì bây giờ còn tự ti không? Dạ thì cũng bớt rồi nhưng mà tại vì môi trường làm việc của em cũng không có nhiều bạn nam á cho nên em cũng chưa quen ai nữa. Rồi. Bên kia có một mối tình, bên đây mấy mối? Dạ thì cũng có một mối tình nhưng mà không chính thức. Tại vì yêu đơn phương. Đơn phương. Dạ yêu bài đơn phương cũng khoảng 4-5 năm gì đó. Không có nói hay sao? Dạ có tỏ tình một lần. Đầu tiên kiểu như bị tình yêu sét đánh ấy, cũng tỏ tình một lần. Tỏ lần. Sao mà tao không yêu? Thời đấy thì cũng hơi ngu ngơ cho nên cứ tới nói người ta là mình thích người ta rồi chạy. Thì đúng rồi. Nó thích bỏ chạy ai dưới theo. Nó thích là phải đứng lại. Vậy em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ hơi cao một chút chị, cũng phải 1m7. Nhìn hơi to con một chút. To có to, cao gần có. Gì nữa? Dạ với lại
Bạn đó đừng có đen quá. Có chút chút đen. Có cái mẫu hình lý tưởng không? Em thích nhất là diễn viên Huỳnh Hữu Minh đó chị. Chị cũng thích nữa chứ đừng nói chị em. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Tuyệt đối là không được đánh bạc. Nếu mà hút thuốc thì ít thôi. Bạn trai có cờ bạc không em? Dạ không. Tứ Đỗ Tường có dính gì không? Dạ không. Không dính gì hết. Dạ. Cho chị biết là cái mẫu người bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Thật ra thì em cũng không có yêu cầu gì hết về bạn nữ, kiểu như là nhìn được là được. Em cũng không yêu cầu về chiều cao, cân nặng hay ngoại hình gì hết. Em cao mét mấy? Dạ em cũng gần mét 7. Nhưng mà mình cũng phải có cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào, mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào chứ? Dạ thì theo em là dễ nhìn, có giọng nói hay á. Thì kiểu như là em nghe mấy bạn mà nói giọng Huế á, là kiểu như em bị say nắng luôn đó. Rồi hả? Giọng bên kia nãy giờ hay không? Dạ cũng dễ nghe, ngọt ngào, hát hay. Kể nếu được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Chắc cũng phải vài năm nữa, tại vì em đang chuẩn bị năm nay là em sẽ mở công ty để em làm việc. Cho nên em cần chút thời gian để em lo sự nghiệp, để lo gia đình. Công ty gì em? Dạ em sẽ mở công ty về thiết kế. Mở công ty mà có bạn gái nữa thì hỗ trợ rất sao là nhiều. Sao mình cũng không được cắn hay cơ? Làm công ty ngồi văn phòng phải cắn chứ. Dạ em rất là hay đi du lịch, em đi dịch bụi. À đi nhiều cho nên là đen. Dạ. Đúng không? Bạn gái không có thích đen. Cho nên mốt đi nhớ bịt mặt, bịt khẩu trang lại kỹ nha. Anh qua coi bên đàn gái sao nha. Dạ. Dạ em chào anh ạ. Ủa sao em trai còn phải đen cho nó mạnh mẽ lên chứ? Nhưng mà em sợ đen quá anh, em đứng với ảnh thành hắc bạch vô thường luôn á. Đâu có sao đâu, không đen mới là mạnh mẽ, đâu đen mới là bản lĩnh. Mà bạn bên nó đen lắm hả? Đến nỗi đen, em nhìn anh á là bạn trắng hơn anh chút á. Dạ vậy thì được. Anh đừng có tự ti mình nữa nha. Dạ. Mình yêu là yêu quyết liệt, cái gì mới có tháng bỏ chạy rồi. Bây giờ hết rồi nha. Dạ hết rồi anh. Dứt khoát đi, anh thấy bạn trai bên đây dễ thương đó. Hai đứa rất là hợp lý, trắng đen, black and white. Rồi, như vậy thì bây giờ mình tiến tới hỏi ý kiến người thân thôi. Em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ em với lại hai dì ruột của em ạ. Có mẹ với dì, chào mẹ đi. Dạ, xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Chào khán giả trong trường quay, cùng cháu trai ở bên này. Cháu Quý thì ngày thường cháu tính hiền, hơi nhút nhát. Chính vì cái nhút nhát đó vậy cho nên là muốn tìm một người quen và đến hôn nhân chứ không có thích là quen nhiều người. Dì đây mới là thúc là đi đăng ký chương trình đi. Cho nên là cháu mới đi đăng ký. Nhưng bây giờ cô thấy á, là con rể tương lai này được không? Thì thấy cháu cũng nhìn chung ở tuổi 93 nhưng mà cũng đã cố gắng lập nghiệp. Cháu cũng thấy có vẻ chững chạc. Đối với cô thì không có đòi hỏi gì cao. Chỉ là muốn sau này con rể là phải yêu thương vợ và coi nhà vợ cũng giống như nhà mình. Đến đây cũng là một cái duyên. Còn các cháu bấm hay không, đó là quyền khi mà mở ra mà cảm thấy hợp thì các cháu bấm. Dạ, rồi, rồi, cảm ơn cô. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ, em đi với bố em ạ. Cho chị gặp bố em ạ. Rồi, chào chú. Chào chú ạ. Xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường và chào tất cả khán giả trong trường quay. Dạ. Và chào cả, chào con. Dạ, dạ chú. Thì bây giờ là trong cái chương trình này thì tôi cũng thấy là hai cháu thì tôi cũng thấy là cũng được. Nhưng mà cái quyền cơ bản là phải là của các cháu. Nếu như mà trở về một nhà thì được thì là tốt, mà không có thì các cháu cũng là một người bạn, rồi có qua lại thì cũng điều tốt thôi. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn chú. Bây giờ mà mở rào cho hai con gà gặp mặt. Rồi, xin mời hai bạn. Có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Nãy cháu có nghe bác nói về duyên nợ thì cháu xin phép tặng bạn nữ này một bài thơ. Đời gọi nhau bằng câu duyên nợ, bỗng bật cười hỏi đời nợ hay duyên. Nếu là duyên thì do trời vun vén, gặp được nhau là kết trái tình si. Thế nên đừng đem duyên nợ để làm cớ để yêu. Thì hôm nay đến đây em có cũng chuẩn bị một món quà cho bạn nam ạ. Thì món quà này là em mới gấp khoảng 200 ngôi sao và có một số hình trái tim ở đây. Và trong những hình trái tim này là có một số câu em muốn nói. Thì anh có thể mở một cái ra đọc. À ok. Trước khi mở này ra mình cũng xin tặng bạn cây sáo này. Thì cây sáo này là mình mới đặt xong, nó là tông la, nó cũng rất là dễ thổi. Mình có thể chỉ hướng dẫn bạn thổi sáo. Run quá. Đọc đi cưng coi đó cái gì đó. Mình cũng rất là thích xếp giấy, mình có thể xếp được một vườn thú bằng nghệ thuật origami. Wow.
Chúc anh luôn có nụ cười đẹp và ý nghĩa nhất trong ngày hôm nay. Em mong người luôn mang nụ cười đến cho anh luôn là em. Và cảm ơn bạn. Mình cũng hy vọng mình có thể mang nụ cười đến cho bạn không chỉ ngày hôm nay. Cảm ơn. Bạn cảm nhận về cô gái đối diện như thế nào? Em nghĩ là bạn này là một người rất là lạc quan, muốn mang đến hạnh phúc cho người khác. Bên trong có vẻ gì đó là hơi yếu đuối chút, nhưng mình nghĩ bạn rất là lãng mạn. Mình cảm ơn. Rồi, mình nói một chút xíu về quan điểm tình yêu gì đi. Hai bạn hẹn hò, bây giờ hai bạn, một người ở thành phố Hồ Chí Minh, một người đang ở Vũng Tàu, mình sẽ hẹn hò như thế nào? Ở đâu không quan trọng, quan trọng là lý do thôi. Em có thể tới Sài Gòn bất cứ lúc nào. Là vào những ngày bình thường là bạn cũng có thể chạy lên được à? Đúng rồi, bất cứ khi nào bạn cần. Nói chung là sau khi gặp bạn thì mình có một nhận xét là bạn rất là nhìn rất là dễ thương. Wow. Mình tưởng bạn kêu mình rất là đen. Không, nói chung như thế này là không đen lắm. Đối với mình, tại mình gặp nhiều bạn rất là đen rồi cho nên mình cũng hơi sợ. Đen. Ba nó đen. Rồi, được rồi, bây giờ hai bạn có còn món quà gì dành tặng cho nhau nữa hay không? Em có một bài nhảy có chuẩn bị rồi á. Rồi, mời bạn. Dạ, em xin hết ạ. Cô đang hay mà. Dễ thương đó. Thì bây giờ Tường nghĩ là hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau, mỗi người hãy nói với nhau một câu cuối cùng, một cảm xúc gì đó trong lòng ta đang nghĩ về người đối diện. Mình thấy bạn khá là dễ thương. Mình không yêu cầu gì nhưng mà bạn có vẻ là một người vượt quá mong đợi của mình rồi. Nói chung là thông cảm cho mình, tại vì những cái lúc mình hay nói chuyện thẳng thắn với bạn nữ mình hay bị bối rối. Nào, chuẩn bị. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Rồi, hãy suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Mình nắm tay bạn nữa. Em gái bấm hơi chậm nhỉ. Nè, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một phần bánh cao cấp Goodie, sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Hai đứa hôn nhau trước mặt mọi người để chứng minh rằng chúng ta bấm vì cả trái tim của mình. Không má rồi nha. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Đây, nói cho bạn. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh. Em chào chị Cát Tường ạ. Dạ, em chào tất cả mọi người. Em tên là Đồng Hà My. Dạ, năm nay em 26 tuổi. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Hiện tại thì em đang làm kế toán. Quê ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hả My? Dạ, em sinh ra ở Hà Nội. Rồi, mời bạn trai. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Em là Mai Hoàng Phúc, sinh năm 1995, nghề nghiệp kỹ sư môi trường, sinh sống và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đang công tác tại trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh năm 95 hả? Dạ. My sinh năm nhiêu? Dạ 92 ạ. 92. Ồ, lớn hơn bạn nam 3 tuổi. Được dạ. Không My? Dạ cũng được. Cũng được hả? Có dạ. Ngại gì không? À dạ em vô tư ạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Dạ nói điểm yếu trước nha chị. Dạ em biết nấu ăn nhưng mà em nấu cũng không có được ngon lắm. Nấu ăn mà không chết thôi. Về ăn mà không chết. Không sao đâu, để mình nấu ăn cho bạn ăn. Với lại em thì hơi nóng tính. Em thì cũng hay chơi thể thao. Cái gì đâu mà nóng tính rồi chơi thể thao. Chơi thể thao môn gì? Em chơi mỗi thứ một chút. Em cũng có tập võ. Trời ơi, trời ơi. Dạ bây giờ nguy hiểm lắm anh. Còn em biết chơi thể thao gì không em? Em biết là đá banh, tennis. À, hồi đó có học taekwondo nhưng mà bỏ rồi. Có nóng tính không? Không, em hiền lắm. Dịu dàng không? Chắc không đâu. Em có những cái khuyết điểm, ưu điểm gì? Khuyết điểm của em thì em học bơi 5 năm không biết bơi. Đúng rồi. Học bơi 5 năm không biết bơi. Em bơi sao nổi? Em lặn thôi. Lặn thì được. Em học kiểu gì, người ta con nít học 3 tháng nó biết bơi rồi mà em học 5 năm mà em bơi không được. Em không biết nữa chứ em đăng ký hoài, thầy giáo chê rồi thôi nói bỏ tay. Rồi không biết bơi gì nữa. Tính em thì có hơi ghen và hơi ghim.
coi như thấy người đó xấu là nói xấu mình ghim chừng nào cả thù được không? Không phải vậy, mà người ta không tốt với mình thì mình cũng không thích nói chuyện người ta vậy. Thì đúng rồi, người ta không tốt mình nói chuyện người ta chi, còn gì nữa không? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Có khi nào em quen bạn gái, em giận bạn gái em ghim em không nói gì luôn không? Nếu như mà quen bạn gái thì đương nhiên là bạn gái giận thì em phải cố làm cách nào mà cho bạn gái hết giận. Tôi thấy tính cách bên kia ngược với bên đây rồi đó nha. Bình thường á, những lúc mà không có chuyện gì xảy ra thì em cũng hiền lắm. Dạ, em cũng không có thích bắt nạt người khác. Em học võ nhưng mà em không có đánh người. Nhưng mà tới lúc có chuyện xảy ra là quất luôn. Mà dạ, em không có đánh lại bên đây đâu mà lo, có học võ đánh không lại đâu. Bây giờ em nói lớn lên đi cho bạn nữ nghe nè, mình có tật xấu gì không? Em thì không có, nhưng mà người ta thường nhận xét em á. Nhận xét sao? Là 4D. 4D? 4D nói giờ 3D. tôi nghe 4 3D luôn. 4D, 3D khác nha. 4 có 3D không? Không. 4D là sao? Người ta nói em hay gian dâm với dê và có xíu hơi đểu. Gian dâm dê đểu. Trời đất ơi, sao nó hội tụ dữ vậy? Nhưng mà sao người ta nói mình vậy? Thì người ta nhìn mặt bắt hình dong thôi. 4D ha. Trời ơi, mới nghe luôn á. Rồi, tình trường sao em? Dạ, em chưa yêu bao giờ. Chưa yêu bao giờ? Dạ. Lý do sao giờ này vẫn chưa có mối tình nào? Dạ, cái nguyên nhân mà cốt yếu á là tại vì em tự ti về ngoại hình của mình. Mình vừa xấu, vừa đen, vừa lùn. Vòng số đo 3 vòng thì không chuẩn rồi. Số em... đo 3 vòng không chuẩn luôn hả? Dạ, giống như kiểu là ngực thì lép, eo hỉnh mì, rồi mông thì vậy đó anh. Trời đất ơi, đâu đến nổi dữ vậy trời. Sự thật luôn hả? Làm gì em tả gì lép xẹp vậy? Ngực lép không quan trọng, bởi vì bưởi thì tương lai cũng sẽ thành bướm thôi. Còn chỉ có bức tường là trượt, là vĩnh cửu. Cũng làm sao nó lại nghe câu đó coi. Cái gì? Giờ một sao nó lại nghe coi. Bưởi thì tương lai cũng sẽ thành bướm thôi. Làm còn... sao? Nó khó hiểu quá. Bưởi là bưởi, mướp là mướp, chứ sao nó liên quan gì nhau? Sao bưởi thì thành gì? Bưởi thì sao? Còn một bưởi thì sao? Thì bưởi luôn là thành mướp. Rồi sao nữa? Bức tường là vĩnh cửu. Bức tường là vĩnh cửu phải không? Thì mình ngủ mình nằm sắp đi rồi mình thấy bức tường không? Trời ơi, rành quá ha. Mấy mối tình rồi? Em từ đó tới giờ 2 mối tình. Trước giờ là ăn bưởi hay là ăn bức tường? Bưởi cũng có, bức tường cũng có. Thấy mướp chưa? Chưa. Mới 23 tuổi sao thấy mướp được? Chừng nào mới có mướp. Vậy là đã từng ăn hết rồi ạ? Kìa, đó, bạn gái hỏi kìa. Bưởi cũng ăn rồi luôn hả? Không có bạn ơi. Bạn hỏi tại, tại hồi nãy mình nghe bạn nói là bưởi cũng ăn rồi mà tường cũng ăn rồi. Ý mình là cái vóc dáng á, bạn nữ hai mối tình của mình là dạng mướp cũng có mà dạng tường cũng có. Dạng bưởi cũng có mà dạng tường cũng có. Chứ không có. Ủa sao đây nói chuyện trái cây không người ta? Là hai mối tình đó hả? Rồi lý do sao chia tay? Chị không mối tình nào. Thì mối tình nào mà em thấy sâu đậm nhất á? Bưởi hay là mướp gì đó, là tường gì đó? Mối tình sâu đậm nhất thì một năm. Lý do chia tay là tại Thằng bạn em nó cướp. Thằng bạn em nó cướp. Cái bữa sinh nhật đó thì em không có dự được, em không có tổ chức được. Thì em mới nhờ thằng bạn em nó tổ chức. Nhưng mà nó không lấy danh nghĩa em mà nó lấy danh nghĩa nó. Đúng luôn, thì nuôi ông ta nó rồi. Chăm sóc luôn nó. Sinh nhật luôn. Bạn gái mình mà mình không đi tổ chức, mình đi nhờ thằng bạn tổ tại chức. Tại bữa đó là thi cuối kỳ, thi thì cuối tổ kỳ chức. Thì bây giờ em bận, em nói bạn gái em mà đợi anh thi xong về mình tổ chức. Hoặc em tổ chức trước khi em đi thi. Ai đâu rảnh quá, thời khắc quan trọng mà nhờ thằng bạn vô hốt ổ giùm. Là em ghim luôn thằng bạn đó tới giờ luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Đó là mối tình đó hả? Rồi ôm hận bao lâu? Cũng lâu rồi. Rồi bây giờ là thí dụ như bây giờ em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao gáo cũng được. Cao gáo cũng được. Lùn hay ốm gì mập cũng được. Em không quan trọng. Quan trọng là chân thành. Lùn ốm gì cũng được hả? Miễn trái cây tốt được hả? Thường cũng được mà đâu cần trái cây đâu anh. Cái điều em ghét nhất ở người bạn gái là cái gì? Không thích nhất đó là bạn gái dữ. Mối tình sâu đậm của em á, quen năm trời có làm gì thì ôm hôn hết nắm tay. Em có men không? Chị kiểm tra không? Trời, chị kiểm tra chị, trời chị kiểm tra không? Chị hỏi để chị biết, chị giới thiệu cho bạn gái thôi. Chị kiểm tra em chi? Em đâu có thích mướp. Men chắc không? Dạ. Sao tay con trai gì đâu mà nhỏ xíu vậy, rồi đeo nhẫn rồi vô chi nữa vậy? Sao đeo nhẫn ở ngón cái chi vậy? Tay giống tay gái quá à. Dạ đúng rồi, ai cũng nói đó. Vậy hả?
đeo nhẫn ha, mặc áo cam ha, cẩm hường ha, ăn nói gì nhẹ nhàng quá. Thiền mà. Phải không? Sao tôi nghi lắm đó ông ơi. Trời ơi, chút em qua em coi, em coi em kiểm tra nha em. Dạ. Nha, chứ chị thấy cũng hơi hoang mang rồi đó. Em á là em muốn lấy vợ liền không? Em có một cái học bổng đi du học nước ngoài. Đi học mấy năm? Nói lớn lớn bên đây nghe chứ coi, nói nhỏ nhẹ quá. Em có học bổng đi du học nước ngoài, học ở bên bển 4 năm là ra tiến sĩ, học ở Hàn Quốc. Dự định của em á là cưới và đem bạn qua Hàn Quốc luôn, sống chung luôn. À, định cư ở Hàn Quốc. Tức là cưới trước khi đi học tiến sĩ. Dạ đúng rồi. Tốt. Sao bạn gái, ý bạn sao? Nếu như mà hợp thì em sao cũng được hết, mấy chuyện này em dễ dãi lắm anh. Mấy chuyện đó dễ dãi lắm hả? Em tưởng tượng cái người bạn đời của em sẽ là người như thế nào? Hồi đó em tưởng tượng á là bạn nam mà trước tiên là phải cao. Dạ hồi đó tiêu chuẩn của em là phải cao hơn anh em lận. Anh em 1m87 á. Trời đất ơi, hai đầu cao dữ vậy. Dạ nhưng mà tại em nghĩ là em thấy thôi bây giờ mình tại tiêu chuẩn mình cao quá, em hạ xuống cỡ 1m7 đó được rồi. Tướng ngồi đậm đà một chút, tướng đứng phải thẳng. Dạ da ngăm đen, cười có duyên ạ, hơi có má lúm một xíu, hoặc là có râu quai nón, nhưng mà râu cỡ 3 cm là được rồi, đừng có dài quá. Râu quá hả? Râu dạ, cỡ 3 cm hả? Dạ. Phải có râu quai nón nữa hả? Mới cạo rồi. Không có mọc đâu mà cạo thôi. Bây giờ cả thì thấy bên gì có dính vậy trời. Có 4D không? Cái mà bạn nói hồi nãy là người ta nhìn ngoài, người ta bắt hình rong thôi. Đâm ra bạn mới ế thì em cũng vậy. Người ta cũng nhìn bề ngoài của em á. Người ta cảm thấy bé này nó dữ lắm. Vậy đó anh. Thôi nãy giờ dở các bạn thôi chứ thật sự thấy bên đây một chàng trai cũng rất là dễ thương. Dạ. Mà hay nhất á là cưới vợ rồi đưa vợ qua bên Hàn Quốc đi trong học tiến sĩ luôn. Một cô gái bên đây cũng rất là dễ thương. Rồi, bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân xong hai bên gặp nhau luôn nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ em với lại bạn ạ. Rồi chào cô. Xin chào anh Quyền Linh, cô Cát Tường. Chào khán giả. Tôi là mẹ của cháu Hà My. Thực ra mà nói thì cháu ở nhà thì nói chung là ví dụ như cái gì không đúng là cô có vẻ như là cô ấy nóng tính, cái là cô ấy phản bác ngay. Cô thấy rể tương lai của cô được không cô? Nói về cháu nó đây thì nói chung là tôi cũng thấy là hiền. Tính cách thì nói chung là tôi cũng thấy cũng rất là hợp với gia đình nhà tôi. Ý kiến của các cháu như thế nào thì đó là ở quyền các cháu là chính. Em đi với ai? Em đi với em của em. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và toàn thể khán giả ở đây cũng như là gia đình của bên chị gái. Lúc đầu em vô hè em thấy chị cao là rất là xinh nữa. Chị tập võ, chị giống em. Em cũng có tập võ. Có gì về chị em mình tập chung. Có đồng minh rồi ha. Dạ. Chết rồi. Anh hai em thì đôi lúc thì có vẻ hơi con nít, nhưng mà thật sự là rất là biết quan tâm tới người khác. Nếu mà chị là người biết lắng nghe thì em nghĩ là sẽ hợp với anh hai em. Anh hai em thì cũng rất là thích thú cưng. Hiện giờ là có nuôi một bé tên là bé Su mà anh hai em thương lắm. Anh hai em thương đến nỗi mà nhiều khi em tưởng là Su là em gái còn hơn là cái em nữa, chị hiểu không? Có hay ngủ chung với bé Su không? Hả? Nó tự ngủ với mình bạn ơi. Ôi trời, chị mà gặp bé Su một cái là chắc chị phải ghen với bé Su luôn á. Bé Su được cưng dữ lắm. Không, có khi đâu mình thích á, sau này mình cưng nó mình... bạn ấy phải ghen lại á. Lúc mà anh hai em đến đây thì em cũng hy vọng là anh hai em và chị có cho nhau những cơ hội làm quen, tìm hiểu nhau. Em cảm ơn chị và cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, cảm ơn em gái. Rồi, Su nào vậy? Su là một con chó giống poodle màu đen. Thôi được rồi, hiểu rồi tưởng đâu. Em không phải người. Em thích chơi thú lắm hả? Cũng thích chơi chó mèo luôn hả? Dạ thích nuôi chó có mèo. Có chơi thú nhúng không? Thú nào nhúng được anh? Không biết thú nhúng hả? Trời đất ơi. Rồi bây giờ Kéo rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Đó hai bên chơi thú nhúng thú gì đó, nói chuyện đi. Cảm ơn. Để mình ngắm bạn xíu xem đã. Cũng có những điểm giống với mình mô tả đó chứ. Ở nhà bạn biết nấu cơm nhưng mà có hay nấu cơm cho ba mẹ ăn không? Những lúc cuối tuần thì tự tay làm mấy món ăn. Anh em nhưng mà bình thường bình thường anh đi làm thì mấy giờ về? Thường mình phải tăng ca đến 7-8 giờ. Một tuần chắc cỡ 2-3 buổi.
Em biểu diễn võ thuật cho anh coi, anh nể coi. Em xin phép cởi giày ra xíu ạ. Làm cho đàn trai nể cái coi. Vô mặt. Ghê ghê ha. Bạn Nam cảm nhận sao? Chị là dễ thương, đẹp, cao, có tự tin, có duyên. À, chị à. Gì vậy? Không gọi bạn cũng được. Chị đâu đây vậy trời? Không, chị trước đi rồi đó hồi. Chị, anh yêu em. Bình thường ở nhà rảnh bạn làm gì? Coi phim hoạt hình. Phim hoạt hình hả? Được. Ở nhà mình cũng hay coi phim hoạt hình đó. Mình thích nhất phim Pokemon. Sắp tới Pokemon. Coi phim Pikachu gì đó. Đúng rồi. Đang tính kiếm người đi chung. Bình thường ở nhà thì giờ mình cũng có chơi game á. Không biết bạn có chơi game không hả? Bạn đánh Liên Quân hay là... Mấy cái đó mình chơi hết á. Ủa sao tới đây nói chuyện ăn chơi không vậy? Người ta vô chuyện tình yêu đàng hoàng. Bây giờ mình cảm nhận thế nào? Rồi á, mình coi hẹn họ đâu, em rảnh mấy giờ, em thích cái gì. Tự nhiên rủ đi chơi game, rồi Doraemon, rồi tùm lum la. Dạ, cái đó hay. Là hoạch định hẹn hò sắp tới đó anh. Bình hả? Mới vô bình hả? Ông kia chủ động lên coi, mẹ lên coi. Làm gì cũng xỉu luôn hay sao? Cái cây xương rồng mà mình tặng cho bạn á, thật ra nó cũng thể hiện một phần tính cách của con người mình. Là trong cứng... ngoài cứng trong mềm đúng không? Thật ra là ngoài bề ngoài xấu xí, gai góc, nhưng mà bên trong thì nó mọng nước. Em run, không biết nói gì. Chắc tình yêu đến từ ánh mắt đi. Trời ơi, em thích làm gì? Em thích gì đâu? Em thích cái sự lãng mạn khi tổ chức sinh nhật hay không? Mình thường hay nếu rảnh thì đi cà mình đi cà phê hay là đi đi xem phim để hẹn hò. Thì bạn bên ấy có chịu không? Thì mấy chuyện này mình dễ dãi lắm. Tới sinh nhật của mình á, nếu như mà bạn bận quá, bạn có thể nói hôm đó mình bận, mình không tổ chức được, không sao hết. Không có cần nhờ thằng bạn đâu. Đúng rồi, đừng có nhờ người nọ người kia. Hay là bận quá mà không nhắn tin được là anh yêu em gì mà nhờ bạn nhắn tin giùm, là cái đó không được nha. Không, cái đó tự nhiên mình phải nhắn rồi chứ. Bị lận ghi mình lận. Tương lai bạn có chịu xuất ngoại cùng với mình hay không? Mình chưa từng tiếp xúc với tiếng Hàn. Thật ra là chỉ cần tiếng Anh. Mình qua bển trước cỡ nửa năm, mình ổn định rồi mình sẽ đem bạn qua luôn. Sao ra nghe, sao ra nghe. Bây giờ nói sao cho người ta mới đi theo chứ trời ơi. Bây giờ phải tỏ tình. Bạn biết tiếng Hàn đúng không? Tiếng Anh. Tiếng Anh thì biết nhiều hơn. Rung quá nói tiếng Việt không được, nói tiếng Anh đi. Cắn lưỡi luôn à. Giờ thật ra thì giờ tim mình nó đang đập rất là nhanh. Không biết nói gì. Em thấy cô gái trước mặt em nó quan trọng thế nào với em? Đúng hình mẫu lý tưởng lúc mình muốn lên đây. À đúng hình mẫu lý tưởng. Bây giờ thật sự trong con tim mình nó có thay đổi điều gì chưa? Thì nãy giờ đang đọc chứ đâu có ngừng đọc đâu chị. Nó đọc có thay đổi khác thường không? Có. Nó rộn ràng hơn. Nó rộn ràng đúng không? Thật sự em có thích cái người đối diện không? Có. Có. Thích nhiều. Thích nhiều luôn. Bây giờ bẻ muốn gãi cái tay rồi ha. Em nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Hứa thì em không hứa, nhưng mà em muốn cuộc tình này chúng ta có thể kéo dài hết sức có thể. Mình cần một sự tin tưởng. Có những hành động mình làm có thể bạn không hiểu. Không hiểu thì cứ hỏi, chứ đừng hiểu sai. Tin tưởng thì chắc chắn tin tưởng 100%. Thì nếu khi đã yêu. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi em. Bây giờ quyền quyết định của các bạn. Chúng ta bấm vì trái tim của mình nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Bấm tay. Mới đếm tới 2, hai đứa bấm hết trơn vậy? Thì tim bảo thì bấm thôi. Đây bạn nói cái gì với mẹ của bạn đi? Nếu mà được tương lai mà như ổn thì con sẽ xin phép dẫn em ấy qua Hàn Quốc chung với con. Con nhớ tên em ấy không? Tên gì?
Tên gì? Hỏi đi. Tên My. Biết mà. Biết mà. Xạo dễ sợ. Ồ, xạo cháu trợ. Xin mẹ hôn em một cái đi. À, con xin phép gia đình cho con hôn My. Chưa hỏi, chưa có gật đầu chứ. Làm nhanh vậy. Hỏi lại coi. Hả? Má hay bác? Thích kêu má nữa. Trời ơi, mạnh mẹ lên. Má có thể cho con hôn My được. Thôi ơi, má có thể hôn My được đâu. Được đó má. Gật đầu đi con. Tôi cũng nhất trí cho các cháu hẹn hò. Nhất trí. To nó vậy hơn.